Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 24 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến phố nối. Thị xã Mỹ Hào hành trình vươn tới thành phố công nghiệp dịch vụ. Hiệu quả các điểm xử lý nước thải nông thôn. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến trao huy hiệu 75 năm và 80 năm tuổi Đảng tặng 3 đảng viên tại thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đến trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1926, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Hai Bà Trưng thuộc Đảng bộ phường Quang Trung thành phố Hưng Yên. Trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên Lê Đức Thành, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố An Bình, Đảng bộ phường An Tảo thành phố Hưng Yên, đảng viên Nguyễn Sinh Thượng, sinh hoạt tại chi bộ 2 Tứ Mỹ, Đảng bộ phường Phùng Trí Kiên thị xã Mỹ Hào. Phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên. Những đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng không chỉ có bề dày hoạt động, công tác, cống hiến mà còn là những đảng viên tiêu biểu luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người cộng sản vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đối với các đảng viên cao tuổi, lão thành cách mạng, gia đình có công với nước. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến phố nối. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã kiểm tra tại trạm 500 kV xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm. Dự án có tổng chiều dài khoảng 519 km, tổng mức đầu tư trên 22.300 tỷ đồng. Trong đó có 4 dự án thành phần gồm Quảng Trạch, Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu Thanh Hóa, Thanh Hóa nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 và nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phố nối. Các dự án thành phần được khởi công từ tháng 1 năm 2024. Trong đó, tuyến đường dây đi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên dài khoảng 11,5 km qua địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm đã hoàn thành mới đây. Để lễ khánh thành dự án diễn ra thành công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, điều tiết giao thông, không để xảy ra ách tắc cục bộ trong buổi sáng ngày 29 tháng 8. Sở Công Thương, Đôn đốc Công ty Điện lực Hưng Yên phối hợp với Tổng Công ty Truyền tải Điện Đông Bắc đảm bảo đủ điện và phương án dự phòng cho buổi lễ. Sở Y tế phối hợp với huyện Văn Lâm làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, làm tốt công tác hậu cần đảm bảo buổi lễ diễn ra thành công. Chiều nay, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập huyện và 5 năm thành lập thị xã Mỹ Hào đã tổ chức dâng hương và gắn biển một số công trình chào mừng trên địa bàn. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Đoàn đại biểu thị xã Mỹ Hào đã đến dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ thị xã, khu lưu niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân và liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo thị xã và đoàn đại biểu đã dành phút tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đi trước đã chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Mỹ Hào nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp văn minh. Cùng ngày, các đại biểu đã gắn biển một số công trình chào mừng kỷ niệm gồm nhà lưu niệm thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của thị xã Mỹ Hào tại phường Phùng Trí Kiên và dự án cải tạo mở rộng đường trục trung tâm đoạn qua nút giao bến xe đến DT387. Trong khuôn khổ chương trình, tối nay tại sân vận động Trung tâm Văn hóa Truyền thanh thị xã Mỹ Hào sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập huyện, 5 năm thành lập thị xã Mỹ Hào 2019-2024. Chương trình gặp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập huyện và 5 năm thành lập thị xã sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2024.
Năm 1999, huyện Mỹ Hào được tái lập và sau 25 năm, từ một huyện thuần nông Mỹ Hào đã phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hưng Yên và trở thành thị xã năm 2019. Thị xã Mỹ Hào phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp, dịch vụ và nhà ở theo hướng thông minh. Năm 2023, thị xã Mỹ Hào đã công bố quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, định hướng đến năm 2050. Trong đó, thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại 3 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại 2 và là đô thị thương mại dịch vụ công nghiệp. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã khẳng định đô thị Mỹ Hào là đô thị trung tâm vùng phía Bắc, là đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại và nhà ở theo hướng thông minh. First of all, congratulations for the... Chúng tôi cũng rất biết ơn nhân dân Mỹ Hào đã dành những diện tích đất quý giá cho khu công nghiệp vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Cho tới nay, sau hai lần mở rộng, phần lớn mặt bằng khu công nghiệp Thăng Long 2 nằm trên địa bàn thị xã Mỹ Hào mà chúng tôi nhận thấy vị trí thuận lợi lý tưởng là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của khu công nghiệp, đặc biệt khi hạ tầng xung quanh được đầu tư phát triển trong thời gian gần đây. Tận dụng tốt địa lợi tam giác phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Nhiều tuyến đường ngang dọc thị xã đã và đang được mở rộng hoàn thiện. Phương án quy hoạch đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, khi tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã Mỹ Hào nằm trong lõi chuỗi đô thị liên vùng cũng đang dần hiện hữu giấc mơ thịnh vượng. Để thực hiện được mục tiêu đó thì trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh, nghị quyết của thị ủy, hội đồng nhân dân, thị xã, tập trung duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định và bền vững, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và tiến tới là không còn hộ nghèo trên địa bàn thị xã, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Những thành tựu đạt được trong 25 năm rất đáng tự hào, là nền tảng, là bước tạo đà, tạo thế và lực để Đảng bộ và nhân dân Mỹ Hào thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, luôn giữ vai trò là đầu tàu, là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên cũng như khu vực lân cận, xứng đáng vị trí địa chính trị, địa kinh tế và vùng đất địa linh nhân kiệt. Phim tài liệu Mỹ Hào hành trình vươn tới thành phố công nghiệp dịch vụ nhân dịp kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Mỹ Hào, nay là thị xã Mỹ Hào, do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sản xuất sẽ được phát sóng vào tối nay lúc 20 giờ 10 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Chiều nay, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả xã Tân Hưng đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài. Đồng chí mong muốn các em học sinh của xã tiếp tục phát huy tốt truyền thống hiếu học của quê hương, không ngừng học tập, rèn luyện. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thúc đẩy phong trào khuyến học. Các thầy cô giáo không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới phương pháp giảng dạy để phát huy hết năng lực, sở trường của các em học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Tại buổi lễ, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao 70 suất quà cho các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó của xã Tân Hưng. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, Quỹ Khuyến học Việt Nam trao tặng Quỹ Khuyến học xã Tân Hưng số tiền 20 triệu đồng. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt tuyên dương học sinh giỏi các cấp, học sinh thi đỗ đại học năm 2024 và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới. Năm học 2023-2024, có 500 học sinh là con em các gia đình cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, khối 3 cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp và đỗ đại học. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho 283 học sinh giỏi tiêu biểu, học sinh thi đỗ đại học, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp năm học mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng 55 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Từ sự quyết tâm nỗ lực của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Yên Mỹ, nhiều phòng học đã và đang được hoàn tất để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Nếu như những năm 2023 trở về trước, cô và trò trường mầm non xã Minh Châu phải học nhờ nhà dân với cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học khó khăn, thiếu thốn, thì nay được Ủy ban Nhân dân xã đầu tư xây dựng mới trường mầm non khang trang hiện đại, gồm 3 tòa nhà với 10 phòng học, 5 phòng chức năng. Các phòng học được trang bị đầy đủ nội thất và thiết bị dạy học với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng. Ngoài trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở với 24 phòng học hiện đại và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dãy nhà 4 tầng gồm phòng quản lý hành chính, phòng chức năng, phòng học bộ môn để kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới. Cô và trò được đến ngôi trường sang trang sạch sẽ như này cũng rất là phấn khởi, đáp ứng được chất lượng dạy học. Với việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của chính quyền địa phương, chất lượng giáo dục cũng như là các cái hoạt động giáo dục của nhà trường cũng được cải thiện rất nhiều. Tỷ lệ thi vào lớp 10 trung học phổ thông của chúng tôi cũng được nâng lên, cũng như là có điều kiện để tổ chức các cái hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho các em học sinh. Cùng nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh và huyện từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, xã Việt Cường đã đầu tư trên 100 tỷ đồng để xây dựng 42 phòng học và 12 phòng chức năng cho cả hai cấp học mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở, khắc phục hoàn toàn tình trạng thiếu phòng học và phòng xuống cấp. Hiện nay thì cơ bản là đang hoàn thành phòng nhà lớp học cũng như là phòng hiệu bộ của nhà trường. Để đáp ứng nhu cầu dạy học cho gần 36.500 học sinh, huyện Yên Mỹ cần gần 1.200 phòng học. Trong năm học mới, huyện Yên Mỹ đưa vào sử dụng 112 phòng học mới, trong đó trường mầm non 50 phòng, trung học cơ sở 54 phòng, trường tiểu học 8 phòng, hiện còn thiếu 68 phòng học. Ngành giáo dục đào tạo phối hợp với các ngành chuyên môn tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân có những giải pháp tổng thể xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn để giải quyết cái tình trạng thiếu phòng học và từng bước bổ sung các phòng học và các phòng chức năng để đáp ứng quy mô phát triển giáo dục cũng như là xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với cái việc xây dựng chương trình mục tiêu nông thôn mới. Để đảm bảo công tác giảng dạy, học sinh học 2 buổi trên ngày trên địa bàn huyện được tăng lên, bậc tiểu học và trung học cơ sở sẽ giảm sĩ số học sinh trên lớp. Huyện Yên Mỹ đang đôn đốc các địa phương có lộ trình xây dựng trường học đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Các địa phương còn lại tranh thủ nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất theo chuẩn quốc gia. Giải quyết nhân sự dồi dư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính là một việc không dễ, bởi cán bộ phần lớn đã được chuẩn hóa, khung biên chế tại các đơn vị cơ bản đã ổn định. Hơn nữa đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của cán bộ. Trước thực tế đó, huyện Khoai Châu đã chủ động, trách nhiệm và quyết liệt trong thực hiện. Tuy vẫn còn hơn 5 năm công tác, nhưng ông Đinh Ngọc Thiên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Chí Tân, là một trong số cán bộ công chức tự nguyện xin thực hiện tinh giản biên chế khi kế hoạch sáp nhập xã Chí Tân và xã Đệ Hưng thành đơn vị hành chính mới được triển khai. Bản thân tôi cũng rất vui vẻ để thực hiện cái chủ trương đường lối của Đảng. Trong cái thời gian về nghỉ thì với bản thân tôi vẫn luôn sẵn sàng tham gia mọi các phong trào cũng như thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng mang hết khả năng của mình để tư vấn tham mưu cho thế hệ trẻ làm sao hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Giữa hai đơn vị sát nhập dư thừa còn khoảng độ 7 đồng chí, chúng tôi cũng đã tích cực tuyên truyền vận động để thực hiện tốt, đặc biệt là cái hướng dẫn của Trung ương về giảm biên chế đối với các xã sát nhập. Thành Công là một trong 10 xã thị trấn của huyện Khoai Châu thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2013-2015, có 99,83% cử tri của xã đồng thuận với chủ trương sáp nhập. Việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ. Một số cán bộ của xã đã chấp nhận nghỉ chế độ hưu trí sớm. Những công chức trung tuổi, thời gian đóng bảo hiểm xã hội khoảng hơn chục năm vẫn luôn tích cực trong công việc. Thì cũng đủ điều kiện về nghỉ hưu trước tuổi. Đấy thì tôi thì cũng đã làm đơn để gửi ban thường vụ huyện ủy, cũng mong muốn đấy, các đồng chí trẻ tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết đấy, để đồng hành
cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được các cấp giao cho. Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tại huyện Khoái Châu sẽ có 72 cán bộ công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ngay sau khi rà soát tiêu chuẩn các xã sắp xếp giai đoạn 2023-2025, huyện Khoái Châu đã tạm dừng thực hiện bổ nhiệm tuyển dụng 17 vị trí khuyết thiếu tại những đơn vị trong diện sắp xếp. Đến thời điểm hiện tại, huyện còn 55 cán bộ công chức dôi dư sau sắp xếp. Thưa quý vị, huyện Phù Cừ và thành phố Hưng Yên là hai địa phương triển khai sớm nhất đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn của Ủy ban nhân dân tỉnh khi đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các khu dân cư. Qua một thời gian vận hành, bước đầu hệ thống này đã mang lại hiệu quả thiết thực trong bảo vệ môi trường sống tại khu vực nông thôn. Thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào là một trong năm khu dân cư đầu tiên được huyện Phù Cừ đầu tư xây dựng điểm thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu cụm dân cư. Từ khi có hệ thống này, nước thải sinh hoạt của gần 300 hộ dân trong thôn được gom vào bể chứa để xử lý, lắng đọng ở các hố và qua hệ thống bãi lọc trồng cây trước khi chảy ra môi trường, qua đó giảm triệt để nước thải bẩn xải trực tiếp ra môi trường, đặc biệt là ra ao hồ. Hiệu quả bước đầu góp phần giúp cho môi trường trong thôn luôn trong lành, không có mùi hôi từ nước thải như trước kia. Bây giờ là đã qua hệ thống thải này thì nước đã trong, đã ra thải ra kênh là đảm bảo được vệ sinh môi trường. Nguồn nước sinh hoạt của các hộ gia đình mà khi mà sử dụng mà thải ra thì được qua cái hệ thống lưu trình là 50 mét khối trên ngày đêm, đảm bảo sạch trong. Năm 2013, huyện Phù Cừ đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 5 hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt tại các cụm hộ trong các khu dân cư ở các xã Đoàn Đào, Phan Xào Nam, Tam Đa, Nhật Quang, Đỉnh Cao. Mỗi công trình có kinh phí xây dựng khoảng 2,8 tỷ đồng, công suất xử lý 50 mét khối ngày đêm. Dự kiến trong năm 2024, huyện Phù Cừ tiếp tục đầu tư xây dựng ở 9 điểm dân cư và khảo sát xây dựng khu xử lý nước thải tập trung của huyện tại thị trấn Trần Cao, diện tích 1,5 ha. Công suất dự kiến là 1.500 mét khối trên ngày đêm. Xử lý theo cái công nghệ mới này và có thể nói là bước đầu có cái hiệu quả tốt. Chúng tôi sẽ có cái kế hoạch giao nhiệm vụ cho các xã tìm địa điểm để quy hoạch xây dựng các cái điểm thu gom xử lý nước thải. Phấn đấu đến hết năm 2025 là chúng tôi mỗi xã thị trấn có ít nhất 2 điểm thu gom xử lý nước thải. Thành phố Hưng Yên cũng mới đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt đầu tiên tại làng nghề sản xuất bún Viên Tiêu, xã Tân Hưng. Nếu như trước kia, nước thải sinh hoạt và nước thải làm từ bún của hơn 160 hộ dân xả trực tiếp ra hệ thống cống rãnh gây ô nhiễm môi trường, thì nay nước thải đó được thu gom vào một cống chung, sau đó được xử lý trong bể chứa lớn trước khi xả ra môi trường. Đây là hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ phân tán xử lý vi sinh, yếm khí tự nhiên phù hợp với làng nghề bún Viên Tiêu và đảm bảo vệ sinh môi trường. Bể xử lý nước thải này đã vận hành đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật về xử lý nước thải để đưa ra môi trường. Ngày 3 tháng 6 năm 2024, Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành công văn số 2702 về việc thực hiện đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt triển khai từng bước trên cơ sở thử nghiệm ở một số khu dân cư ở huyện Phù Cừ và thành phố Hưng Yên đã thực hiện hiệu quả để từng bước nhân rộng ra toàn tỉnh trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.